đây. Sau đây, Đại Nga là phu nhân của luật sư Trần Đình Định sẽ trả lời cho chúng ta biết tại sao những cô gái hậu phương yêu kiều diễm lệ như thế lại yêu quá đi thôi những chàng lính trận, dẫu biết rằng cổ lai chinh chiến kỷ nhân hề, kiếp chinh nhân đi dễ khó về, nhưng đã chấp nhận tự sinh thì anh sẽ dấn thân vào vùng lửa đạn hiểm nguy. Chúng tôi xin giới thiệu Lệ Nga với nhạc phẩm Người yêu của lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.